Vâng, quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Vâng, hiện tại là 3 giờ chiều ngày 14 tháng 3 năm 2019 thì là hôm nay chúng tôi có hoàn thiện hai sản phẩm là một chiếc sập tứ diện trơn bằng gỗ hương đỏ và một chiếc tủ rượu gỗ đỏ. Thì hai sản phẩm này là chúng tôi có quay theo yêu cầu của bác Bình tại Quảng Ninh. Chiếc sập này thì là có kích thước là 1m8, 2m2, hoàn toàn bằng gỗ hương đỏ, hương huyết đây. Tôi hoàn thiện là vẫn còn nguyên mộc, chưa có hoàn thiện chỗ nào, vừa là nguyên mộc vừa hoàn thiện xong. Còn bên này là chiếc tủ rượu bằng gỗ đỏ, có kích thước là 2m07 và 60. Chiếc tủ rượu này rất là đẹp. Ở dưới là có ngăn kéo, hai ngăn kéo. Bên trên là một cánh, bên trên là có một ngăn kính. Hoa văn là đục họa tiết hoa đá tây và các cánh này là có diềm rất là đẹp. Sập này là chiếc sập cổ liền nhé, chiếc sập cổ liền rất là giá trị, chân là 24, gọi là sập trơn. Còn về hình thức kiểu dáng thì là quý vị có thấy trên màn ảnh là rất là dáng rất là đẹp, sập dạ quỳ chân cá, chân quỳ dạ cá. Còn quý vị mà có nhu cầu thì là có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin trên màn hình đây. Xưởng chúng tôi là có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Hiện tại là chúng tôi đang quay ở xưởng của chúng tôi, là mé trong này là xưởng của chúng tôi sản xuất chúng tôi này. Còn đây là ngoài sân, chúng tôi đang trưng bày hàng ra ở ngoài sân. Rồi tôi xin kết thúc video này sẽ để gửi tới bác Bình tại Quảng Ninh. Mọi người ai có nhu cầu thì là có liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình đây. Xin cảm ơn tất cả. Đó, còn đi vào trong này là xưởng chúng tôi hiện tại là hoàn tất. Đây, bên ngoài là những người thợ đang vớt chúng tôi, rất là nhiều hàng. Ở bên trong này, rất là nhiều hàng. Đây chúng tôi vừa hoàn thiện xong hai chiếc kệ bằng gỗ hương đá và gỗ đỏ, còn những bộ bàn ghế này cũng hoàn thiện rồi, sắp chuyển cho khách hàng ở Hà Nội. Xưởng rất rộng, còn ở phía bên kia nữa.